Thời gian thấm thoát trôi qua và đã đến thời điểm chúng ta chuẩn bị chia tay mùa giải thứ 11 của Đấu Chân Chân Lý. Nhớ ngày nào còn tập tành chọn tướng, xây dựng đội hình Exodia hay bốn vàng carry sao cho chuẩn chỉ, thì hiện đã bước tới phiên bản áp chót của mùa giải. Bản 14.13 đã cập bến và tại thời điểm meta đã được định hình rõ ràng, không có nhiều thay đổi đáng chú ý được Riot đưa ra. Nổi bật là giảm chút sức mạnh Sinva và những người bạn định mệnh, cũng như bắp lại bắn tỉa để các xạ thủ tuyến sau thêm phần mạnh mẽ. Vậy các đội hình nào sẽ phù hợp để chúng ta tìm kiếm những điểm số cuối cùng? Cùng XTV tìm hiểu nhé! Sau một bản làm mưa làm gió, Tử Thần Đấu Sĩ tiếp tục là một trong các đội hình được săn đón bậc nhất 14.13. Không có thay đổi gì đáng kể, ít bị tranh bài. Với các tướng bốn vàng quan trọng như Kain, Silas, Galio hay muốn đổi gió sẽ là Yone, Kinvet 3 sao cũng đều khá thuận lợi. Với đội hình nhiều tướng bốn vàng, lối chơi Fast 8 quen thuộc và roll hết thương cạn nhớ sẽ là lựa chọn hàng đầu. Đội hình đầy đủ gồm 4 tử thần, 4 đấu sĩ với Rek'Sai, Kha'Zix, Aatrox, Kinvet, Yone, Kain, Galio và Silas. Ngoài ra sẽ còn một form flex với Yone và Kinvet 3 sao như mình vừa nêu và sẽ flex chống chịu với Cao Cường nếu có thể. Đội hình đầy đủ gồm Kha'Zix, Shen, Kinvet, Yone, Kain, On, Silas và Galio. Trang bị vật lý quen thuộc cho Kain cũng như Yone vẫn là quyền năng, bàn tay hoặc huyết kiếm cùng áo trong bóng tối. Đồ phép cho Kinvet 3 sao với bùa xanh, quỷ thư, mũ phù thủy. Đồ thủ cho Galio hoặc On. Lux thực sự được tranh giành và đã thăng hoa cùng rất nhiều cầu thủ tại vòng loại APAC3 vừa rồi. Sát thương lớn cùng các nâng cấp như điểm sôi sục được bóp trước đó giúp Lux có thể khởi đầu tốt hơn, lên 3 sao sớm và dễ dàng vào top. Form hiển giả lại đang là lựa chọn ưu tiên thay vì pháp sư như bình thường. Với đội hình carry mốc 2 vàng 3 vàng, ta ưu tiên slow roll tại cấp 6 để kiếm Lux 3 sao và Amumu 3 sao sẽ là tướng quyết định Lux có được chơi game và đạt top cao hay không. Ta ưu tiên roll sát ướp ở cấp 7 và lên cấp để hoàn thành form với Janna, Lux, Zira, Amumu, Daina, Illaoi, Annie và Morgana. Trang bị cho Lux ưu tiên Sojin, Nashor, găng bảo thạch. Amumu sẽ là chống chịu chính với nỏ xét, dây chuyền trục tội và thú tượng hoặc các đồ thủ khác. Còn lại flex cho Zira, Janna nếu 3 sao và Illaoi. Đã là bản thứ 3, lối đi riêng được tăng sức mạnh với lượng máu gia tăng ở các mốc và nếu không chơi thì thật là có lỗi với Riot. Nói vậy chứ lối đi riêng đang là một trong các nâng cấp được săn đón bậc nhất 14.13 hiện nay với 57% tỷ lệ vào top, xếp thứ 2 trong tất cả các đội hình. Với lối đi riêng, chắc chắn ta sẽ ưu tiên bắt nhiều tướng 2 sao để kẹp vào đầu trận và ghép đồ sớm hướng tới chuỗi thắng, sau đấy lên thẳng 8 và bắt đầu roll 4 vàng 2 sao. Bất kỳ tướng nào lên 2 sao cũng có thể trở thành carry và tank chính, nhưng ưu tiên hàng đầu sẽ là Ash và Kai'Sa carry, trong khi Annie, Nautilus và On là chống chịu chính. Còn lại sẽ flex các tướng 2 sao đắt tiền khác. Trang bị ưu tiên cho Ash là combo quen thuộc, cuồng đao, cung xanh, vô cực. Kai'Sa cũng tương tự với các món vật lý. Đồ thủ cho Annie như thú tượng, vuốt rồng, trái tim kiên định. Không có thay đổi nào quá đáng kể, các đội hình nâng cấp tướng vẫn đang thể hiện sức mạnh vượt trội qua nhiều bản và vòng loại APAC3 vừa qua. Rất nhiều đội hình đã mang về top 1 cho các tuyển thủ, nếu không cũng là một trận vào top nhẹ nhàng.
điểm mạnh của các đội hình nâng cấp tướng là khi lên được 3 sao ở giữa trận, sức mạnh của những Garen, Kobuko hay các tướng hai vàng là rất khủng khiếp. Điều đó giúp người chơi vượt qua giai đoạn giữa trận với chuỗi thắng và lên thẳng 9 để kiếm tướng 5 vàng phụ sát thương. Nhưng vì nâng cấp của Shen và Garen đã bị nấp chút ở 14.13 cùng xạ hấp huyết khá yếu nên bạn sẽ cần chút may mắn và đồ đẹp. Cách xây dựng đội hình anh hùng đã quá quen thuộc rồi và nếu giờ bạn còn chưa biết thì có lẽ nên chờ mùa sau chơi một thể. Nhưng mình vẫn sẽ điểm qua như sau. Đầu tiên, Shen lưỡi kiếm siêu nhiên sẽ ưu tiên 6 khổng lồ kẹp Morgana và Ngộ Không. Trang bị ưu tiên cho Shen là 2 cuồng đao và bùa thăng hoa hoặc một trang bị bất kỳ. Nico Hoa Rơi trở lại với lối chơi 7 thần thoại như bình thường. Với Lilia và Huey Carry, Nico là chống chịu chính với huyết kiếm, thú tượng và quyền trượng. Còn Carry là Lilia với các đồ phép như bài hiền giả. Đội hình Garen anh hùng truyền thuyết và Kobuko cập móng may mắn sẽ có cách xây dựng y hệt nhau. Sau khi roll 3 sao tướng 1 vàng cần thiết, sẽ lên cấp để hoàn thành form 6 cảnh vệ với Garen và 6 đấu sĩ với Kobuko. Đồng thời kiếm các tướng phụ đam tuyến sau như Huey, Azir, Irelia hoặc Saya. Trang bị ưu tiên cho Garen đang là bộ 3, vuốt rồng, quyền trượng, quyền năng. Nếu đồ xấu có thể ghép huyết kiếm, thú tượng. Trang bị cho Kobuko là vuốt rồng, dây chuyền và đồ thủ khắc. U Linh tiếp tục có sức mạnh ổn định ở 14.13 khi không có thay đổi nào quá đáng kể. Cả hai tướng Zira và Senna đều đang có thể carry với tỷ lệ pháo tốt cực kỳ ổn định nếu lên đủ bài. Với U Linh, ta vẫn ưu tiên slow roll ở cấp 6 để đưa Zira hoặc Senna cùng Shen và Ahchok lên 3 sao, sau đấy mới lên cấp để hoàn thành với 4 hoặc 6 U Linh. Với Zira, ta vẫn hướng tới form 4 U Linh quen thuộc, cũng như flex với các tộc hệ liên quan như Sử Gia. Nếu có ấn hoặc lên được cấp, sẽ chơi 6 U Linh. Đội hình đầy đủ gồm Shen, Ahchok, Riven, Zira, Illaoi, Zoe, Morgana và On. Trang bị cho Zira ưu tiên Sojin, Nashor và Mũ Phù Thủy. Với Senna 14.13, khung bài có lẽ cũng đã quá quen thuộc với 6 U Linh kẹp Senna và Jack hoặc Udyr mà có lẽ tất cả chúng ta đều thuần thục. Senna sẽ cần cuồng đao, cung xanh, vô cực và các món vật lý. Chống chịu ưu tiên Shen với thú tượng, dây chuyền, giáp máu, vuốt rồng. Tiếp tục với một đội hình quen thuộc trở lại meta, các bắn tỉa được buff ở 14.13 với sức mạnh được trả lại gần như nguyên vẹn, với sát thương mỗi ô tăng trở lại ở mốc 4 và 6, từ 17.33 lên 18.35%. Vì các tướng 4 vàng quan trọng khác cũng bị giảm sức mạnh, nên Ashe chưa thể thống trị meta như trước, nhưng cũng là lựa chọn tốt để vào top. Đội hình xây dựng tương đối đơn giản, với 4 cảnh vệ, 4 bắn tỉa, gồm Caitlyn, Senna, Illaoi, Aphelios, Amumu, Ashe, Nautilus và Seth là hoàn thành. Cấp 9 kẹp Sylvan nữa là hết bài. Trong đó, Aphelios và Ashe là hai carry chính với các món vật lý như cuồng đao, cung xanh, vô cực, diệt và bùa đỏ. Đồ chống chịu ưu tiên Amumu hoặc Illaoi nếu lên được 3 sao, nếu không sẽ là Amumu và Nautilus. Cuối cùng, ta có một đội hình flex
cùng với dàn chống chịu cảnh vệ, và lần này là Timo. Tướng hai vàng này cũng đã có một phiên bản rất đáng chú ý khi đang là carry cực tín, dù trong team xạ thuật sư hay đội hình mình sắp giới thiệu. Lên được 3 sao thì chỉ cần 5-6 giây là có thể giải bom cả team địch. Đặc biệt, các carry tuyến sau có thể bốc hơi ngay lập tức. Về khung bài, ta có sự kết hợp giữa 4 cảnh vệ Garen, Amumu, Illaoi và Nautilus, thêm 2 sử gia là Sivir và Galio, cùng cặp đôi carry hai vàng không thể thiếu là Teemo và Lux. Đương nhiên, ta vẫn ưu tiên lối chơi slow roll tại cấp 6 với ít nhất Teemo 3 sao hoặc cả Lux nếu có thể. Amumu là quân cờ quan trọng, quyết định khả năng vào top nên rất cần lên 3 sao nha. Trang bị ưu tiên cho Teemo là bùa xanh, Nashor và một đồ phép. Lux và Amumu sẽ giống đội hình Lux Carry. Hy vọng các đội hình này sẽ giúp bạn leo rank thật tốt trong phiên bản cuối cùng của mùa giải. Vậy bạn còn đội hình nào bá đạo hơn nữa không? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé!